Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta sẽ xem được những ai đã xem vào tin story của chúng ta ở trên tài khoản trong Facebook cá nhân. Thì tin story là cái tin mà khi mà các bạn mở ứng dụng Facebook lên thì chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện ở ngay trên đoạn đầu của bảng tin như thế này. Và đây chính là những cái tin story mà bạn bè của chúng ta, những người chúng ta đã kết bạn ở trên Facebook đã đăng. Và nếu như các bạn muốn xem, các bạn chỉ cần bấm vào để các bạn có thể xem. Và trong cái phần tin story này, các bạn có thể là like, yêu thích hoặc là thả tim và thả bình luận ở dưới đây, hoặc là các bạn có thể là vuốt sang trái hoặc sang phải để xem những tin story tiếp theo của những tài khoản Facebook đã đăng tải lên trên trang Facebook cá nhân của họ rồi. Và để xem được tất cả những cái người mà đã xem tin story của bạn ở trên tài khoản Facebook thì các bạn có thể là thực hiện những cái bước như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể là vào tài khoản trang Facebook cá nhân của các bạn. Ở đây thì các bạn cần phải nhấn cho mình vào cái phần ba chấm ở đây. Và các bạn cần phải bật cho mình cái chế độ chuyên nghiệp lên. Các bạn lưu ý, đối với tài khoản Facebook của mình thì mình đã bật lên rồi, cho nên nó sẽ có chữ là tắt chế độ chuyên nghiệp đi. Nếu như các bạn chưa bật thì ở đây nó sẽ có cái mục là bật chế độ chuyên nghiệp. Sau khi các bạn đã bật được chế độ chuyên nghiệp rồi, các bạn có thể là vào cái phần kho lưu trữ. Và các bạn chọn vào mục đó là kho lưu trữ tin. Ở đây chính là tất cả những cái tin story mà các bạn đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân của các bạn. Và ở đây mình sẽ bấm vào một tin story bất kỳ mà mình vừa mới đăng. Ở đây thì các bạn thấy là trong cái phần mắt xem này đã có 140 lượt xem mà các bạn bấm vào. Thì đây chính là những cái lượt xem tin story của mình. Nó ghi là đã có 140 người mở và 4 lượt tương tác cảm xúc. Đó. Và ở đây mình sẽ có thêm một tin story nữa. Các bạn thấy là ở đây nó sẽ ghi là có 12 người xem. Và khi mà mình bấm vào, ở đây mình chọn là phần người xem. Các bạn thấy là nó đã hiển thị những cái người mà xem tin story của mình trên Facebook. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ các bạn cách chúng ta sẽ hiển thị được toàn bộ những cái người mà đã xem tin story các bạn từ trước đến nay ở trên ứng dụng Facebook nha. Và để xem được tất cả những cái người mà đã từng xem tin story các bạn ở trên Facebook thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì ở trên Facebook các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần menu cài đặt trang cá nhân. Sau đó thì các bạn chọn vào phần cài đặt cho mình. Ở đây thì các bạn kéo lên. Trong cái mục đó là đối tượng và chế độ hiển thị, nó sẽ có một mục là mục tin. Các bạn bấm vào phần tin này. Lúc này các bạn sẽ chọn cho mình một cái phần đó là quyền riêng tư của tin. Trong cái phần quyền riêng tư của tin này thì các bạn nên để chế độ là công khai. Các bạn lưu cái chế độ công khai này, có nghĩa là bất kỳ ai ở trên Facebook hoặc là Messenger cũng có thể là xem được cái tin story của các bạn. Rồi và sau đó thì ở đây nó sẽ có một cái mục là tùy chỉnh. Các bạn bấm cho mình vào phần là tùy chỉnh. Và trong cái phần tùy chỉnh này nó sẽ xuất hiện tất cả những cái tài khoản Facebook mà đã kết bạn với các bạn. Đây là những cái tài khoản Facebook mà đã xem tin story của các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ làm cho mình một bước nữa, đó là các bạn sẽ vuốt màn hình từ phải qua trái. Các bạn vuốt như này thì đây nó sẽ xuất hiện những cái tài khoản Facebook mà chưa kết bạn với chúng ta mà cũng bấm vào tin story của chúng ta để xem. Và trên đây chính là cách để các bạn có thể xem được toàn bộ những tài khoản Facebook mà đã từng bấm vào xem tin story của các bạn ở trên trang Facebook cá nhân.